qua ăn cơm thôi con. Vâng ạ. Cứ hát hò nhún nhảy suốt ngày không biết chán hả con? Alo, một giờ gặp nhé, bye. Thích quá, sắp được gặp thần tượng rồi. Kevin, Kevin. Con đi đâu mà về muộn vậy? Dạ con xin lỗi, tại buổi họp fan đầu tiên diễn ra lâu hơn dự kiến nên con về muộn hả? Lần sau nhớ về sớm con nhé, con gái không nên đi khuya quá. Vâng, con biết rồi ạ. Mẹ ơi, hôm nay là ngày mấy rồi ạ? Hôm nay là 23. 23, vậy còn một ngày nữa là đến rồi. Mua quà gì bây giờ nhỉ? Hóa ra con bé vẫn nhớ sinh nhật mình. Không biết nó định mua quà gì mà có vẻ đăm chiêu thế. Ok, quyết định vậy nhé. Con làm gì mà vui như Tết vậy con? Vui còn hơn cả Tết ấy chứ ạ. Mẹ biết không, hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời của con đấy. Ừ, thế cơ à? Vâng ạ. Con ra ngoài một lát nhé mẹ. Con nhớ về sớm ăn cơm nhé. Vâng ạ. Hôm trước mình gửi quà, không biết các anh ấy có nhận được chưa nhỉ? Chắc nhận được rồi. Bọn mình gửi chuyển phát nhanh mà. Này này, có một nhóm fan tổ chức kỷ niệm 2 năm thành lập Heaven và rủ mọi người tham gia này. Bọn mình đi đi. Đâu đâu? Được đấy, bọn mình tham gia đi. Ừ. Hóa ra con bé không hề nhớ sinh nhật của mình. Hôm nay vui thật, được gặp mấy đứa cả cứng hợp ghê. Bác ơi, bác ơi, bác mở cửa đi ạ. À. Em ơi, cửa hàng nghỉ bán rồi, mai em hãy đến mua. Mai không kịp đâu ạ. À. Em phải mua bánh ngay bây giờ mới được. Vậy hả? Sao em gấp thế? Làm gì mà đập cửa ôm sòm vậy? Không để cho người ta ngủ à? Dạ, cháu muốn mua bánh ạ. À. Cửa hàng đóng cửa rồi, ngày mai hãy quay lại mua nhé, cháu gái. Mai không được đâu ạ. À. Hôm nay là sinh nhật mẹ cháu. Cháu muốn mua một chiếc bánh kem thật đẹp để tặng mẹ. Bác bán cho cháu đi ạ. À. Ôi, vậy sao cháu không đến sớm hơn? Giờ ta mệt rồi, không muốn bán buôn gì nữa. Dạ vì giờ cháu mới có đủ tiền ạ. À. Đây là tiền cháu để dành để mua bánh kem cho mẹ. Bác bán cho cháu đi ạ. À. Cháu xin bác. Ai, thôi được rồi, đợi ta một lát, ta chọn cho một chiếc bánh thật đẹp rồi trang trí cho. Thật là... Dạ, cháu cảm ơn bác. Sinh nhật mẹ à? Hình như sinh nhật mẹ mình cũng trong tháng này thì phải. Hả? Hôm nay là sinh nhật của mẹ sao? Con ra ngoài một lát nhé mẹ. Con nhớ về sớm ăn cơm nhé. Vâng ạ. Mẹ lúc nào cũng yêu thương mình, luôn nhớ sinh nhật của mình. Còn mình thì chỉ nghĩ đến người khác. Mình đúng là vô tâm, không bằng một đứa trẻ mà. Mẹ ơi, mẹ ơi. Được chưa nào? Cháu mang về chúc mừng sinh nhật mẹ đi nhé. Cháu cảm ơn bác. Bác ơi, bác đợi một chút ạ. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi. Suýt nữa là con quên mất sinh nhật mẹ. Con đúng là không ra gì mà. Mẹ tha lỗi cho con nhé. Chẳng phải con đã nhớ rồi đấy ư? Đừng có khóc nữa con gái. Dù muộn nhưng mẹ rất vui vì con vẫn nhớ sinh nhật của mẹ. Mẹ ơi, con có mua một chiếc bánh kem nho nhỏ. Mẹ con mình cùng ăn mừng sinh nhật nhé. Chàng họa sĩ, nàng nhà văn. Nàng bước vào khu vườn nhỏ xanh mướt. Thôi chết, mưa rồi. Ôi, anh không sao chứ? Tôi không sao. Cảm ơn cô. Về thôi, mưa rồi. Ờ...
Mình còn chưa kịp cảm ơn cô ấy. Biết tìm cô ấy ở đâu trong thành phố rộng lớn này? Sắp mưa rồi, về thôi. Ôi, lại mưa rồi. Nhìn mưa rơi, mình lại nhớ tới cô ấy. Suốt bao lâu tìm kiếm mà vẫn chưa một lần tình cờ gặp lại. Biết tìm ở đâu để được gặp lại cô ấy đi. Cháu chào ông. Ông đi đâu mà về sớm thế ạ? Làm đó hả? Ông đi mua cho bà ít cháo. Bà ốm mấy ngày hôm nay, lại chẳng chịu ăn uống gì. Vậy sao ạ? Thảo nào mấy lần đi qua, cháu đều thấy nhà ông bà đóng cửa. Bà ơi, bà đỡ mệt chưa bà? Bà dậy ăn chút cháo nhé. Bà chẳng muốn ăn gì. Còn bông, nó đi mất mấy ngày hôm nay. Tội nghiệp nó, không biết giờ đã sao. Ôi, vậy ạ? Nhưng bà đừng lo lắng, con bông thông minh lắm. Nhất định rồi nó sẽ về, bà ơi. Chuyện gì thế Bun? Mày lôi tao đi đâu vậy? Thì ra mày dẫn tao đến chỗ bạn mày bị mắc kẹt sao? Chúng mày rủ nhau vào đây chơi, rồi không may bị củi đổ xuống đè vào đúng không? Nhưng không sao, sẽ ổn thôi. Này, chúng mày lại chạy đi đâu đấy? Xong rồi, bây giờ bà nằm xuống yên tâm nghỉ ngơi nhé. Cháu sẽ đi quanh đây tìm và hỏi xem có thấy tung tích gì của con bông không? Cảm ơn cháu. Bông! 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 Mày về rồi! May quá! Bà thấy không? Cháu đã nói nó sẽ về mà. Bông! Đuôi mày sao thế? Bun! Bun! Cháu xin lỗi. Con chó của cháu thật không biết lễ phép. Em... ở đây à? Cháu hẳn là người đã cứu bông. Phải không chàng trai? Cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Dạ, không có gì. Mà thật ra cháu còn phải cảm ơn nó, vì nó đã giúp cháu tìm được người cháu tìm kiếm lâu nay. Ồ, ông hiểu rồi. Làm, giúp ông pha một tách trà hoa cúc để cảm ơn vị ân nhân này, được chứ? Dạ. Mau vào nhà đi chàng trai. Mọi sự gặp gỡ trên đời đều có lý do riêng của nó, phải không? Dạ, đúng vậy ông ạ. Mọi sự gặp gỡ trên đời đều có lý do riêng của nó. Cháu thật là may mắn vì đã có mặt ở đây. Tấm lòng trẻ thơ. Wow, ngôi nhà mới này đẹp quá ba mẹ ơi. Con thích lắm. Ngân, con làm gì thế? Mau vào nhà thôi. Vâng, con vào đây ạ. Mẹ ơi, bà cụ kia đang làm gì đấy ạ? Bà đang nhặt những lon nước bỏ đi đấy con ạ. Nhưng để làm gì cơ ạ? Để bán lấy tiền mà con. Nào, Ngân, nhanh vào nhà thôi. Vâng. Bà ơi, bà ơi. Bà ơi, bà cầm những vỏ lon này đi ạ. À. Nhà cháu có nhiều lắm. Cháu bé, tên cháu là gì?
Sao cháu biết bà cần những vỏ lon này? Cháu là Ngân ạ. Ngày nào cháu cũng thấy bà nhặt những vỏ lon này, nên cháu nghĩ bà cần nó. Cảm ơn cháu. Dạ, nếu bà cần thì nhà cháu còn nhiều lắm, để cháu lấy cho bà ạ. Cháu thật tốt bụng, nhưng thế này là đủ rồi cháu ạ. Bà ơi, tên của bà là gì ạ? Tên bà là Sáu, đó là nhà của bà. Khi nào rảnh thì sang chơi với bà nhé. Vâng ạ. Nghe nói thành phố sắp quy hoạch toàn diện đấy. Những khu nhà sập xệ và lụp xụp sẽ bị dỡ bỏ hết. Hình như nhà bà Sáu này cũng nằm trong diện quy hoạch đầu tiên thì phải. Thế thì chắc nhà bà ấy sắp bị phá dỡ rồi nhỉ? Vậy là nhà bà Sáu sắp bị phá dỡ ư? Thế chắc bà sẽ buồn lắm. Nếu nhà bà đẹp hơn, liệu có bị dỡ bỏ không nhỉ? Anh có thấy bé Ngân đâu không? Cả chiều nay em không nhìn thấy con ở nhà. Vậy à, anh cũng không thấy con bé đâu cả. Lạ thật. Không biết con bé đi đâu rồi nữa. Trời sắp tối rồi. Có khi con bé đi chơi ở nhà ai đó quanh đây thì sao? Chúng ta chia nhau ra tìm con bé thôi. Ngân! Ngân ơi! Wow! Thế này nhìn nhà bà sẽ đẹp hơn nhiều. Ngân! Con đang làm gì thế? Con đang dán tường ạ. Ngân đây hả cháu? Bà Sáu, cháu chào bà. Bà đã về đấy ạ. Mong bà thông cảm, cháu Ngân còn nhỏ chưa biết gì nên đã dán giấy dán tường lên tường của nhà bà. Không sao đâu, chỉ đừng ngại. Ngân nè, sao cháu lại dán nhiều giấy dán tường lên tường nhà bà thế? Cháu không muốn nhà bà bị dỡ bỏ đi. Ngân, sao con lại nói vậy? Con sợ nếu người ta quy hoạch nhà thì nhà bà bị dỡ đi. Bà ơi, có phải nếu nhà bà đẹp lên thì ngôi nhà sẽ không phải dời đi đúng không ạ? À? Cháu sẽ dán giấy và vẽ thật đẹp lên ngôi nhà của bà. Cháu đúng là cô bé tốt bụng, nhưng cháu có muốn ở đây có một con đường thật đẹp, một công viên thật lớn với những con phố vui chơi cho mọi người không nào? Đúng rồi con gái à, ở đây người ta sẽ làm một công viên lớn để chúng ta có chỗ vui chơi mà. Thật cả? Thật chứ, bà còn sẽ chuyển tới một ngôi nhà tái định cư rất mới, đẹp, cháu đừng lo nhé. Vâng ạ, thế thì cháu vẫn được gặp bà rồi. Ừ, rồi bà cháu mình sẽ hẹn nhau ở công viên nữa chứ, ở đấy tha hồ đi dạo. Dạ. Bát nước ngoài trời. Sao hôm nay các cậu dậy sớm thế? Hôm qua thầy đã dặn phải luyện tập kỹ bài quyền này còn gì. Cậu không nhớ hả? Thì tớ vẫn nhớ cơ mà. Mới sáng sớm việc gì đã phải kéo nhau dậy tập ghê thế. Có mà cậu lười tập thì có. Lát nữa thầy kiểm tra mà không làm được, thầy phạt nặng đấy. Không phải lo, tớ nhớ cả rồi. Có gì mà làm không được. Các em đã nhớ hết bài hôm qua chưa để thầy kiểm tra? Thưa thầy, rồi ạ. Được, vậy trò A Lâm, trò lên trên này tập lại cho thầy xem. Hi-ya. Lúc nãy chả bảo nhớ hết rồi cơ mà. Thưa thầy, con quên mất mấy thế cuối rồi ạ. Nhân tiện đây, con tập lại thế ngáng chân đối thủ ta đã dạy mấy hôm trước cho cả lớp xem nào. Thưa thầy, mấy hôm trước con đã học rất thuộc, nhưng không hiểu sao con lại quên mất. Lười và mãi chơi thì có. Không phải, tớ có mãi chơi bỏ học bao giờ đâu. Con nói đúng, lúc con học, ta thấy con cũng có chuyên tâm. Nhưng con không chịu luyện tập nên cứ học trước quên sau là vậy. Con hãy lại đây. Con hãy đổ đầy nước vào hai cái bát này cho thầy. Một cái bát con để ở ghế đá hoa viên này. Còn một bát nước con bưng trên tay lắc lắc, làm cho nước trong bát không ngừng dao động, nhưng không được để cho nước sánh ra ngoài. Con có hiểu không? Dạ, thưa thầy. Con cứ đứng ở đây,
làm y như lời ta dặn trong nửa canh giờ. Còn các trò khác tiếp tục tập luyện. Sao thầy lại bảo mình làm vậy để làm gì cơ chứ? Được rồi, giờ con mang hai chiếc bát lại đây cho thầy và cả lớp xem. Các con cùng ngừng tập lại đây. Con có thấy điểm gì khác ở hai chiếc bát này không? Thưa thầy, bát nước đặt ở trên ghế đá đã đóng băng mất rồi. Các con có biết cùng là hai chiếc bát, cùng ở điều kiện như nhau, mà vì sao bát nước ở dưới ghế đá lại đóng băng không? Thưa thầy, con không biết ạ. Các con thấy đó, đó là do A Lâm đã làm cho nước trong chiếc bát này không ngừng dao động. Nó luôn sóng sánh nên đã không bị đóng băng. Còn bát nước ở ghế đá lặng yên nên đã bị đóng băng ngay ở lớp bề mặt. Con người ta cũng vậy. Từ trí nhớ đến hoạt động tay chân, càng ôn luyện càng linh hoạt, sẽ không bị trì trệ, đông cứng như bát nước này. Các trò khác tập luyện thường xuyên có ai quên đâu. Duy chỉ có A Lâm là quên, tự biến mình thành bát nước đóng băng này. Thưa thầy, con hiểu rồi. Chỉ vì con không chịu khó luyện tập thường xuyên nên rất hay quên bài học. Con xin lỗi thầy, xin lỗi các bạn. Từ nay con sẽ không như thế nữa, thưa thầy. Qua tấm kính. Xe này bao nhiêu thép vải? 200 thép vải lụa đẹp. Bê vào. Xe tiếp theo. Nhanh tay lên nào. Sao giờ ông còn ngồi đọc sách thế hả? Hàng đến cả rồi, không ra mà kiểm tra coi sóc là sao? Hay, bà cứ bảo thằng Khoai làm đi, nó làm cũng quen rồi. Nhập hàng, cả đống tiền mà ông không ra kiểm tra, nhỡ có thất thoát thì sao? Lúc nào cũng đọc mà chả được gì. Bà lúc nào cũng tiền, tiền, tiền. Hôm nay chán, tôi không có hứng làm việc. Mấy hôm nay ông làm sao thế? Suốt ngày cứ rầu rĩ. Nhà cửa đàng hoàng, vợ con đầy đủ, muốn gì được nấy, ăn ngon mặc đẹp, ông còn muốn cái gì nữa? Ấy, đó là điều tôi đang muốn biết đấy. Đến khổ, chả hiểu nổi đang nghĩ gì nữa. Tránh ra, tránh ra, ông kia. Ôi, xin lỗi, xin lỗi. Trời ơi, ông đi đứng phải nhìn đường chứ. Sao lại cứ cắm đầu cắm cổ mà đi như thế? Ô, ô, ông Tư. Ông Năm đấy à? Giờ ông vẫn còn đi buôn sơn à? Thì vẫn vậy. Cái nghề buôn sơn này phải đi nhiều nơi để nhập hàng, nên tôi phải đi đây đi đó luôn. Mà ông đi đâu thế? Có rảnh thì ta vào kia làm chén trà với nhau nha. Ồ, thế thì hay quá. Hôm nay tôi cũng đang có điều muốn được hỏi ông. Ông đang có chuyện gì mà phải suy nghĩ đến mức suýt va vào xe ngựa của tôi vậy? Ông là thương nhân chu du hết vùng đất này qua vùng đất khác, biết và hiểu nhiều điều hơn tôi. Tôi có việc thắc mắc muốn hỏi. Vậy ông muốn hỏi tôi điều gì? Dạo này tôi cứ hay nghĩ mông lung. Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền, nhà cửa, vợ con đầy đủ cả. Muốn thứ gì có thứ đó, nhưng lại không thấy vui và hạnh phúc được. Thế là sao? Cuộc sống của ông đang là mơ ước của bao nhiêu người đó. Thì vậy đó, nhưng lúc nào tôi cũng chỉ thấy buồn chán, không biết làm thế nào mới thấy vui vẻ.
ông hãy nhìn vào đây xem mình thấy cái gì. Ông thấy gì trong đó? Tất nhiên là thấy tôi rồi. Còn gì nữa? Chả còn gì. Thế ông nhìn qua tấm kính trong này đi. Nhìn qua đây ư? Đúng vậy. Ông hãy hướng tấm kính ra hướng cổng chính kia, nhìn ra ngoài xem sao. Qua tấm kính, ông thấy những điều gì? Tôi thấy rất nhiều. Nào là người đi lại tất bật, hối hả, kẻ sang, người hèn. Nào là cây cối bên đường, cây xấu, cây tốt. Đúng vậy, người sang có, người hèn có. Họ đi trên những con đường khi bằng phẳng, khi có gập ghềnh. Cây cối, cảnh vật bên đường cũng thế, lúc tốt, lúc xấu. Đó chẳng phải là cuộc sống muôn màu ngoài xã hội hay sao? Vậy tại sao chiếc gương bằng thủy tinh, kính cũng làm bằng thủy tinh, nhưng lại đưa ra hai hình chiếu khác nhau? Tôi cũng không biết nữa. Đến vậy ông vẫn chưa nhận ra. Chiếc gương làm bằng thủy tinh, phủ một lớp thủy ngân phía sau, hoặc lại có một tấm gỗ, nên ông chỉ có thể nhìn thấy được chính ông trong đó. Còn tấm kính này cũng bằng thủy tinh, nhưng tấm kính thì trong suốt, nên ông có thể nhìn thấy được trăm thứ bên ngoài, có thể thấy được người, vật xung quanh ta. Thế nghĩa là sao? Cuộc đời của ông cũng vậy. Ông suốt ngày chỉ nghĩ đến bản thân đã bị tráng một lớp thủy ngân sau tấm kính bản thân, nên suốt ngày buồn chán. Ông hãy gỡ bỏ lớp thủy ngân kia đi, hòa đồng với mọi người, với xã hội, với cuộc sống xung quanh. Lúc đó, ông sẽ cảm thấy hạnh phúc với những gì mình có, sẽ thấy vui, hết buồn, hết chán với cuộc đời. Có lẽ là vậy. Không phải là vậy, mà nhất định sẽ thế. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.